gì vậy trời? Sao tắt máy giờ này vậy? Không được nhìn lại, không được nhìn lại. Đi về, đi về, đi về. Ok, chắc vũ trụ biết mình còn nợ mày 6 môn, nên là tạo điều kiện cho mình quay lại kiếm thêm chút tiền. Nước đi này mày không đi lại được đâu. Chị sẽ ôm thôi. Nhìn móng thấy bà nội, đuôi thấy mà mờ chứ. Cái gì vậy anh ơi? Mày đi mất dạy nó nói với chị như vậy. Còn em là hả? Chị đi đâu qua đây mà về khuya vậy? Ừ, cũng không có gì. Chị tính đi về với đất mẹ. Hả? Chị đi có thuận lợi không chị? Không, chị thất bại rồi. Ở đây tiền thưởng thấp quá. Chị có chắc là chị thất bại không vậy? Tối rồi tính trả gấp đôi. Mà nói vậy thì thôi. Em giỡn. Giờ chị đi đâu? Lên xe. Chở chị tới Thuận Kiều Plaza đi. Biết chỗ đó có nhiều ma lắm không mà đòi đi tới đó. Sau lưng với lại kế bên em cũng có đó mà em có sợ đâu. Thôi em về á. Tao giỡn, tao giỡn. Nhà tao ở hẻm kế bên kìa. Sao chân chị không chạm đất? Em cũng đoán ra được rồi mà đúng không? Thôi em về nha chị yêu. Dành cho kỹ đâu, bút tao mới mua nè má. Em quán ra chị. Dạ chị lên xe đi.